Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành AZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hybrid Wario. Một series rất là hay, tiến hóa cũng như là kết hợp để tạo ra những cái loại hero, những anh hùng mới nha. Và nếu như nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Hybrid Wario nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go! Vào game thôi, thì chúng ta cần phải xem gấp 3 cái giải thưởng đó, gấp 3 cái phần thưởng đó. Tại vì không gấp 3 lần thì chúng ta sẽ khá là tèo, khá là mệt. Tại vì là nó có rất là nhiều tiền để nâng cấp anh em, nâng cấp công, nâng cấp thủ, nâng cấp giáp, nói chung là khá là khủng khiếp. Chơi được, nói chung là chơi được. Ok chưa anh em? Ok chưa? Hôm qua tôi đã lên được tầng 90 rồi anh em ạ. Yeah boy. Nhìn xem, tôi có rất là nhiều đồ mới nhá. Nhìn xem này, tôi có cả một cái thân người cá mới anh em ạ. Dã man không anh em? Nó khủng vãi nều, phải nói như vậy. Ôi, hết rồi. Chúng ta nâng cấp hết tất cả những cái gì có thể có trong này nha. Tôi có một cái vũ khí mới anh em ạ. Vũ khí mới cực khủng. Đây chính là vũ khí mới 3 sao Orc Duo Ace của chúng ta. Nó khủng đến nỗi là dã man luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ có tăng công. Tăng công này. Cái này rất là cần thiết. Cái item mới cực kỳ là cần thiết nha anh em. Game mình cứ để dành khoảng 300. Mình mua thêm một cái giáp nữa là ngon. Ngon đấy, ngon đấy anh em ơi. Cái này là nó sẽ 10 phút à. Chúng ta sẽ chơi khoảng 2 phút đã nhỉ. Ok. Chúng ta sẽ tí sau. Ok, tí sau nha anh em. Rồi, ok. Chúng ta đánh bot đi. Đánh bot trước không? Đánh bot hay đánh kia? Đánh kia thì phải ăn tất cả anh em ạ. Đánh ăn tất cả luôn. Đây này, mình có thể tăng được ấy. Mình có thể mua, mình có thể sử dụng game để tăng luôn anh em nhá. Mình sẽ sử dụng khoảng 2 cái trước. Cứ dùng cho nó đỡ lãng phí anh em ơi. Chứ dùng nhiều lãng phí lắm. Ok bạn ơi, let's go baby. Chúng ta đang tầng 91 rồi anh em. Đồ đẹp không anh em ơi? Thấy đồ bên đây đẹp không? Đẹp dã man luôn anh em ạ. Tốc độ rất là nhanh. Phi thiên rất là nhanh. Ui, bọn nó khỏe lắm anh em ạ. Bọn nó trong tầng này nó khỏe. Tầng này khỏe dã man luôn. Tầng này anh em thấy nó khỏe dã man không? Dù mình đã tăng rất là nhiều công rồi nhưng mà lần trước tầng trước mình còn dễ đánh anh em. Tầng này khó đánh hơn nhiều. Không chắc lên được tầm 100 nha. Tại vì là khó. Có một số bạn bảo là anh ơi em đã lên được tầm 100 F rồi. Dã man thật. Các bạn đánh. Ôi con đầu mới. Có quả đầu quái mặt băng anh em ơi. Ui thôi rồi các bạn ơi. Ui có người sói kìa. Vai đạn không có được một cái đồ là một người sói à. Đùa mình à, mình sắp chết rồi. Mình sắp chết rồi anh em ơi. Nhưng mà mình có đầu mới anh em ạ. Người sói kìa. Chân người sói anh em ạ. Tiến tấn nâng cấp nhanh thằng tiếp tục đánh tiếp nha anh em. Cái này thì có tầm khoảng 70 giây thôi. Tăng công lên nhưng mà cũng yếu lắm. Ra được thêm một cái cây gì đó. Vẫn chưa ăn thua anh em nhở. Hôm qua leo nhiều tầng quá thành ra hôm nay cũng định ăn thua luôn. Let's go. Ra lên được tầng 8 hay tầng 9 gì đó. Ui ôi nó khỏe thế. Nó khỏe quá anh em. Chúng ta sẽ nâng vào công đi. Cả hai là cùng chết anh em ạ. Hello baby thật sợ. 59.000 nhân với 3 thì ta sẽ có một cái lượng tiền rất là lớn luôn anh em ơi. Nhưng mà thế thì cũng vẻ là hơi bị cùi vậy. Mình vừa ăn với kia luôn. Thôi kệ không sao anh em nhá. Chúng ta là không vấn đề gì. Thật ra là không có quá nhiều vấn đề xảy ra cho lắm. Cái này thoải mái mà chúng ta có thể chơi được. Cái gì đây? Cái nồi gì đây? Wow cái gì đấy? Cái nồi gì vậy? Nhìn có vẻ là cũng gọi là đẹp, xịn sò con bò các kiểu là điều gì đấy. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Yeah boy, xong rồi đấy. Bây giờ ra nâng cấp nhanh tiếp tục đánh tiếp anh em nhờ. Nào, chúng ta có đồ mới anh em ạ. Đầu mới anh em ơi, đầu của quỷ băng. Úi đây rồi, nhìn mà xem anh em. Nhìn trông khủng đấy. Rồi lên được mỗi lần. Chúng ta tăng cường vào cái mức độ thủ của con này. Tiếp tục có đánh anh em ơi, tầng 91F. Hình như nó sẽ dừng lại chúng ta kia. Hello baby. Ôi cảm giác yếu hơn anh em à. Công vẫn được tăng mà. Tốc độ chậm nhỉ. Nhưng mà chủ thủ châu hơn đúng không anh em ơi? Có phải thủ châu hơn không? Cái này sẽ nhanh hơn này. Cái này nó sẽ hồi nhanh hơn này anh em. Woo yeah. Giết nó. Hay lắm. Game hay dã man luôn anh em. Ôi được thêm cái cục gì đó anh em ạ. Đồ hay là cục gì đó. Nhưng mà mình sắp hết đấy rồi. Sắp hết cái tăng cường tốc độ và tăng cường cái khả năng hồi chiêu cuối rồi. Chiêu này quá ngon đấy. Chiêu này thực sự là rất ngon.
quỷ băng à, được cái đầu quỷ băng đẹp dã man anh em nhờ. Yeah, boy. Tự nhiên được quả đầu quỷ băng đẹp quá. Ui, được thêm cái gì đó anh em ạ? Cái này hay một cái là mình có thể lấy các cái bộ phận của mấy con nồi này. Hết rồi. Chúng ta hết hai cái kia rồi, tốc độ chậm hơn rồi. Đấy, tốc độ chậm hơn nhiều không? Tốc độ chậm nhưng mà không sao, không vấn đề gì cả. Tốc độ chậm thì cũng được để nó cái kiên hồi nhanh hơn đấy. Tốc độ chạy nhanh quá thì cũng không ổn lắm. Mình đang bị trừ công à? Chúng ta bị trừ công hay bị cái gì đó vào nồi một người à? Xoắn gì mày? Nhờ. Chúng ta nên nâng thủ anh em ạ. Để tiếp đánh boss ấy. Nhưng mà chết rồi, quả này sợ không lên được trên đỉnh quá. Phải đáng lẽ nên ăn thêm một vài thứ ấy thì sẽ tốt hơn. Chết rồi. Di chuyển rất nhanh, mất một tí anh em ạ, không sao. Chúng ta vẫn ở tầng 9F nhưng mà mình sẽ lên tầng 100F thôi. Có cây này. Không có đồ mới nhưng mà có thêm rất là nhiều vàng. Tôi đoán là sẽ có rất là nhiều vàng dành cho chúng ta. Ôi yếu quá, không được rồi. Ôi, có một tí kìa. What the fuck? Cay chưa? Cay không anh em? Cay dã man luôn đi. What? Ai vậy? Sao cay thế nhỉ? Cay hết cả mũi ra. Cay cực sự luôn đấy. Bực thật sự anh em. Tôi có tiếng một tí xíu đó thôi là chúng ta có thể là giết được con boss rồi. Chỉ cần đập một đập thôi anh em ơi. Tôi cần phải hồi nhanh hơn ấy. Thì kiểu gì quả đấy cũng giết được con boss. Cay thật sự luôn. Không sao anh em ạ, chúng ta sẽ làm lại và mình tiếp tục sẽ nâng vào cái phần thủ của chúng ta một chút xíu là chúng ta sẽ có thể lên được một tầng 100F anh em ạ. Yeah, lên nào baby. Từ từ, tiếng của game này hơi to, tôi sẽ cho tiếng nó nhỏ lại một tí xíu á. Tiếng của game nó nhỏ to đi đâu, game không có tiếng luôn anh em ạ. What? Sao game không có tiếng nhỉ? Không hiểu luôn. Chúng ta đang nâng full vào cái con này luôn ấy. Hết rồi anh em nha. Có đồ mới không? Không có đồ mới nha anh em. Bắt buộc chúng ta sẽ phải ăn mấy cái này. Open luôn. Còn một lần nữa. Còn đến bao nhiêu giây nhỉ? Có bao nhiêu giây tăng công nhỉ? 68 giây, chết rồi. Hết tăng công rồi. Chết rồi, ngáo rồi. Mẹ này. Bực mình chết nhỉ? Mình quên mất không nhìn cái phần tăng công anh em ạ. Chết rồi. Không biết có lên kịp không nữa. Không lên kịp đúng là nhục. Không nhục như con trùng trục. Tại vì mình còn một lần tăng cái búp này thôi. Mình tiết kiệm làm cái gì nhờ? Chúng ta tiết kiệm làm cái gì cơ chứ? Trong khi đó mình sắp lên được rồi. Cay thế nhờ? Grid Dam ạ. Cố lên nào. Chúng ta còn 30 mấy giây nữa. Nhưng mà chắc khó lên rồi. Cảm giác là hơi khó lên rồi. Không tăng công thì ăn bằng niềm tin à? Không có tăng công ăn bằng niềm tin thôi. Cay nhờ? Không biết làm nào. Điên thế nhỉ? Mình qua đấy ăn thêm một lần tăng công thì mình thoải mái không? Chết rồi. Chúng ta cái này tốc độ rất nhanh anh em ạ, còn có mấy giây thôi. Trước có thời gian mà mình không tiết kiệm nó. Bây giờ thấy chưa? Thấy nó nhục không? Nhục như con trùng trục. Tôi quả này lại thua rồi. Quả này lại thua rồi anh em ơi, không có tăng công rồi. Cay thế nhỉ, không lên tầm 100. Không bằng lần trước cơ. Hết đấy rồi. Nhưng mà mình vẫn kịp ấy. Có lẽ là mình sẽ vẫn kịp để gọi là ABC XYZ gì đó. Mình vẫn kịp gặp con này cho người chết. Oh my god. Lạy chúa. Cậy thế nhỉ. Thiếu cái phần tăng công và vẫn thiếu cái phần gọi là búp thêm năng lượng anh em ạ. Tầng này khó quá anh em ơi. Tầng này khó quá không biết làm nào ấy. Nó cứ đánh boss đi. Chúng ta chuyển lấy boss để lấy thêm nguyên liệu để kiếm một cái gọi là mũ mới đi. Mấy con này không qua được ấy. Bây giờ quá cố ấy anh em ạ. Không ổn đâu nhá. Bực mình nhỉ, không biết làm thế nào. Cay thật sự luôn. Cay thích nhỉ. Không sao anh em ơi, chúng ta sẽ được tăng cường thêm khả năng công và thủ của chúng ta lên. Nên mình cũng không xoắn lắm. Không bây giờ không có đồ ấy nhỉ. Không có đồ mới thì thôi, chẳng cần vấn đề gì đối với mình cả. Ok, chúng ta sẽ ăn khoảng 3 cái đây. Không có kia thì không đánh được đâu anh em ơi, đánh boss đi anh em ơi, kiếm đồ mới đây. Kiếm đồ mới nào bạn ơi.
Khó, thật sự là khó men. Khó men đây. Không biết là mình có liệu đánh được cái con boss 2 không nhỉ? Boss 2 thì mình có lẽ là đủ đồ để có thể lên được một cái mũ mới anh em ạ. Uso, Uso man, Uso boy. Chết luôn ạ. Mà mình còn vẫn còn tầm 5.000 máu. Oh yeah. Colossus. Một cái hòm này. Hòm gỗ. Đưa cho ta nào cưng ơi. Yes, được thêm một cái hòm gì đó. Mình không cần thêm mấy kia. Normal Spirit. Cái ấn phải nhanh anh em ơi. Ôi không ăn được rồi, nhìn được biết không ăn được rồi. Mẹ nó khỏe thế. Thôi 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 thôi. Thôi anh ơi, Thanh ơi, thôi anh đánh em đi. Anh đánh em đi, anh giết em đi. Anh em không thể đánh được rồi anh nữa rồi. Normal không ăn được. Cái gì? Nhưng mà thôi hôm nay ta cũng có thu hoạch được một vài cái đồ item mới. Confirm, ok. Ok, ok. I'm fine. Tôi ổn. Tôi rất ổn với con này. Spirit Inferno. Chúng ta đang có búp công và có búp tốc anh em ạ. Tranh thủ tí. Ok. Chúng sẽ mở thêm đồ ra để kiếm thêm một vài thứ hay ho. Mỗi ngày nó sẽ có một con này à? Hay là nó reset được kiểu gì nhỉ? Hay mấy tiếng nhỉ? Con này thì dễ không thì anh em? Cực kỳ dễ rồi. Rồi, chúng ta sẽ có hòm. À, reset tầm khoảng 5 tiếng, reset một lần. Phải không nhỉ? Thấy thế ghi như kia. Thế thì mình chăm chỉ và mình đánh thôi. Là ngon ngay mà. Ok, mở hòm này anh em ơi. Open. Uầy, gỡ được một cái bàn tay quỷ hay sao kìa. Nhìn trông đỉnh đấy nhé. Bàn tay nắm chặt bàn tay quỷ 4 sao à. Ui yeah, uầy, tay quỷ này. Oh yeah 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 yeah. Được thêm vé đi đâu này. Nice. Nice. Đánh nhau với mấy thằng này á? 8.36A, 2.35A. Ui ôi, mình đỉnh rồi anh em ạ. Đồ đều này. Mày vào đây này cưng ơi. Cưng ơi, làm sao có đủ khả năng giết mình được. Thật với con cùi như gì này. Bữa này cùi quá. Cùi dã man. Ai à. Gây lửa phải không anh em? Oh yeah. Cây lửa đẹp trai đấy. Ấn nhanh đấm nó. Nào, vào đây. Cưng ơi, chấp mày luôn nha. Chấp cả team luôn nha. Beta. Nhưng mà lên trên là khá khỏe. Chúng ta đang leo rank anh em, hôm qua mình không leo một trận rank nào thì hôm nay tôi leo lại thôi. Nubo với lực nó thì không ăn được mình rồi. Mình nhìn biết là mình có ba cái skill cơ. Mình có một cái lá gì đó bên này tăng thêm cái khả năng hồi máu hay cái gì đó. Winch. Đánh đâu thằng đấy anh em ạ. Đánh đông kích tây. Wow, thằng này trông đẹp hết. Thằng này trông nhìn cũng đẹp hết anh em. Đẹp ấy nhờ. Solo nào, solo bạn ơi. Solo mở rộng. ghê. Ôi như tiếng sẽ hơi to anh em ạ. Khi mà đánh nhau tiếng nó sẽ rất là to nhá. Tôi còn một trận nữa tôi đấm nốt thằng ở trên này cái. Ui 21 à. Thôi. Xin tha. Anh ơi tha em. Vay đạn à. 21 a thì chơi thế quái nào. Em chỉ có mấy a nhỉ? 6 a hay 8 a nhỉ? Không để ý lắm. Nhưng mà bọn này cũng ba skill luôn. Đấm vỡ xương. Mình thì mình có đấm vỡ đầu à? Hay là cái đầu thông minh đó? Có lẽ là thế. Ok, thấy chưa? Cho đạt được những cái thành tựu và những cái danh hiệu mới. Và chúng ta lại có thêm game. 300 game nhá. Cứ 300 game là chúng ta lại có đồ legendary. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.